đang không có chuyện gì, mình lắng nghe, mình thử gợi ý để xem chị kể rồi cho vui, giờ tuổi trẻ rồi thì cái đấy mình cũng bật phải nghĩ. Nói chuyện như mình là nói bình thường, chiêu thì mình tạo ra tiếng cười trước, hiểu không? Nghĩa là phải làm sao cho nó thoải mái trước đã, mình trêu được. Còn nó mà ấy quá thì chuyển sang mạng và nhiều nước nói chuyện. Nói chung là mình phải tìm hiểu, nó mặc áo đẹp thì bảo em mua áo ở đâu đấy. Chả hạn mình phải tìm, các điểm ở trên người nó nói chuyện thì phát triển được nhanh. Cái cảm biến này cũng có thật chết đấy.